Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và đây là cái series mà tôi sẽ tổng hợp lại 10 cách để giúp các bạn có thể kiếm được tiền thông qua chiếc điện thoại smartphone. Đó là chiếc điện thoại Android hoặc là chạy trên hệ điều hành iOS của các bạn. Và trong cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng kiếm được tiền hoàn toàn mới. Và đặc điểm của cái ứng dụng này á, là chúng ta có thể quy đổi nó ra cái series thẻ cào điện thoại. Thì mục đích á, của nó là chúng ta có thể nạp game này, hoặc là chúng ta có thể gửi cái series này cho người thân, bạn bè để họ có thể nạp cạc điện thoại hàng tháng. Còn nếu như các bạn chưa từng coi những video trước của tôi về những cái cách kiếm tiền online, kiếm tiền trên điện thoại di động, kiếm tiền bằng cái hình thức bán ảnh online như thế nào và còn rất là nhiều cái hình thức khác nữa, thì các bạn hãy tìm kiếm trên YouTube, kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần video. Đó thì chúng ta sẽ tìm những cái video hướng dẫn những cái cách kiếm tiền rất là chi tiết của tôi. Thì tôi mang phong cách đó là cầm tay chỉ việc để các bạn có thể làm được theo luôn. Và từ đó thì các bạn cũng không quên đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của tôi để được tôi thông báo cho những cái video mới cho các bạn nha. Và trong cái video này thì tôi sẽ chia ra thành 3 bước. Bước đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài đặt, đăng nhập tài khoản như thế nào. Ở bước thứ hai thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách kiếm tiền từ ứng dụng này. Cái phần cuối cùng là phần thứ ba là các bạn có thể rút tiền ra làm sao. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt. Và để cho các bạn tìm cái ứng dụng dễ dàng hơn thì các bạn có thể bấm vào cái phần mô tả phía dưới video này. Thì tôi sẽ để lại cái đường link để các bạn bấm vào nó. Thì các bạn có thể tải nó về cho điện thoại Android hoặc là iOS. Thì tôi đều có để lại cái đường link ở phía dưới video này. Các bạn chỉ cần bấm vào phần xem thêm là nó sẽ có, rồi xong các bạn sẽ nhấp vào cái đường link như vậy là xong. Thưa các bạn, vậy là khi chúng ta đã nhấp vào đường link thì nó sẽ hiện ra cái ứng dụng để chúng ta cài đặt. Vậy thì bây giờ tôi với cùng với các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này về. Và sau khi chúng ta đã cài đặt thành công thì chúng ta sẽ bấm mở ứng dụng này lên nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng Facebook. Và nếu như các bạn đã đăng nhập vào thành công thì nó sẽ có cái giao diện giống như của tôi. Thì ở cái giao diện này nó sẽ có những cái thẻ tag. Ví dụ như cái tag đầu tiên là kiếm coin, tag thứ hai là tiền thưởng, tác thứ ba là đổi thưởng, tác thứ tư chính là cái lịch sử mà chúng ta đã nhận thưởng như thế nào, tác cuối cùng là phần khác. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn đi từng phần một. Ở trong cái phần tác đầu tiên đó là chính là kiếm coin. Thì ở cái mục này thì chúng ta đang thấy cái phần đó chính là cài đặt ứng dụng về để kiếm coin. Và cứ 10.000 coin nó sẽ tương đương với 10.000 tiền thẻ cào điện thoại. Thì khi chúng ta sẽ tải những ứng dụng này về hàng ngày thì chúng ta sẽ có những cái điểm thưởng tương ứng. Thì từ đó nó sẽ cộng điểm cho chúng ta và chúng ta sẽ có tiền thưởng để nạp qua thẻ cào điện thoại. Ở đây ví dụ như là cái ứng dụng đầu tiên đó chính là antivirus đi. Thì các bạn nên đọc kỹ những cái hướng dẫn của nó khi tải ứng dụng về như thế nào. Thì bước 1 nó yêu cầu chúng ta bấm vào nút cài đặt ứng dụng. Đó, màu xanh, lá cây. Bước 2 thì chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng có tên là antivirus của nhà phát triển Noah. Và cái hình icon nó sẽ giống như cái ở phía trên này. Khi chúng ta đã bấm vào phần cài đặt rồi á thì chúng ta nhớ vote 5 sao cho nó. Và chúng ta không có comment bất kỳ nội dung gì thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ở cái bước thứ ba thì chúng ta sẽ quay lại cái phần giao diện này thì chúng ta sẽ bấm vào phần kiểm tra như tôi đang chỉ tay ở đây, các bạn thấy không ạ? Rồi xong khi chúng ta kiểm tra xong rồi thì chúng ta sẽ ở bước thứ tư chúng ta sẽ bấm vào phần nhận thưởng. Và các bạn là chú ý là tìm đúng ứng dụng của nhà phát triển Noah App dựa vào icon để nhận biết như ở phía trên màn hình mà tôi đang chỉ tay ở đây. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kiếm coin. Rồi xong các bạn có thể kéo xuống dưới nè. Thì ở đây còn rất là nhiều ứng dụng khác. Thì xong các bạn sẽ cài đặt về và làm những cái bước tương tự như vừa nãy tôi hướng dẫn cho các bạn. Và đó chính là cái cách kiếm coin đầu tiên. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái phần chia sẻ ở đây. Thì thông qua cái hình thức giới thiệu này thì các bạn có thể chia sẻ cho những cái người mà sử dụng ví dụ phiên bản iOS này hay là phiên bản điện thoại Android. Thì khi họ cài cái ứng dụng này về thông qua cái đường link chia sẻ của các bạn thì bạn sẽ có những cái mức coin tương ứng. Ví dụ như các bạn chia sẻ cho ai mà đang sử dụng phiên bản iOS thì các bạn sẽ có 10.000 coin, là tương đương với 10.000 đồng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục tag tiền thưởng. Ở trong cái phần đầu tiên là chúng ta mời bạn bè chơi Bitcoin thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên cái giao diện Facebook.
Thì từ cái giao diện Facebook này thì chúng ta sẽ mời bạn bè họ chơi Bitcoin. Thì mỗi lần các bạn mời được một người thì các bạn sẽ có một coin. Ví dụ như tài khoản Facebook của các bạn mà có 5.000 người thì các bạn sẽ có 5.000 điểm. Ở cái phần thứ hai là các bạn xem app để nhận thưởng. Đây, phần thứ ba là chúng ta sẽ xem video quảng cáo để nhận thưởng. Và cứ khi nào nó có những cái thông báo màu đỏ thì chúng ta bấm vào là dường như là sẽ có. Ở phần thứ tư đó chính là cái vòng quay may mắn, thì chúng ta nhớ đăng nhập vào cái ứng dụng này mỗi ngày thì chúng ta sẽ được quay nó một lần để chúng ta nhận điểm thưởng. Đây, ví dụ như tôi đang quay điểm thưởng đây, được 50 điểm coin. Thì các bạn hãy nhớ là mỗi ngày chúng ta sẽ vào coi nó một lần. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào phần tác đổi thưởng nha. Thì trong cái phần tác này thì chúng ta có thể nạp qua Viettel, Vietnam Mobile, Mobile Phone, thẻ Vcoin hoặc là GayPay. Thì tùy vào các bạn mục đích sử dụng như thế nào. Thì ví dụ như là chúng ta muốn nạp thì chúng ta chỉ cần bấm vào đó thôi. Hiện tại cái tài khoản này của tôi là tài khoản đang demo nên tôi chưa thể rút tiền được, nhưng mà các bạn chỉ cần giới thiệu được khoảng 2 người thì các bạn cũng có thể đủ tiền để rút rồi. Tiếp theo chúng ta bấm vào tác lịch sử. Thì trong cái phần tác lịch sử này thì nó sẽ hiện ra chúng ta những cái lịch sử mà giao dịch chúng ta đã nhận thưởng như thế nào, hay là những cái mà chờ duyệt đổi thưởng làm sao. Thì khi các bạn có tiền rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái phần này nha các bạn. Ở phần cuối cùng thì chúng ta bấm vào mục khác. Thì cái mục khác này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái mã giới thiệu của các bạn này, rồi những cái bảng xếp hạng này, xem là những cái người đang đứng đầu cũng như là cái bằng chứng thu nhập của họ đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Nó xếp theo tổng thể tất cả, theo tuần và theo tháng, thì các bạn có thể kiểm tra ở đây nha. Rồi chúng ta sẽ thoát ra khỏi phần này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể coi được những cái câu hỏi thường gặp, những cái thắc mắc của các bạn thì dường như là nó được trả lời hết ở trong phần này. Và là thông qua cái video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách kiếm tiền thông qua ứng dụng Bitcoin. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm những hình thức kiếm tiền khác. Ví dụ như là các bạn sẽ bấm vào mục danh sách phát ở đây này. Sau các bạn sẽ bấm vào 10 cái cách kiếm tiền bằng điện thoại smartphone. Và tôi có một cái lời khuyên là các bạn hãy nên tham gia cái ứng dụng kiếm tiền bằng Uyento này, ứng dụng Vodi này, cái chỗ mà tôi đang chỉ tay đó, ứng dụng Casso này. Đó, thì những cái cách kiếm tiền này nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là ứng dụng Bitcoin, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Ngoài ra thì các bạn có thể kiếm được 10 triệu thông qua ứng dụng Momo. Nói chung là trong cái kênh YouTube của tôi thì tôi chia sẻ rất là nhiều cái hình thức kiếm tiền, thì các bạn có thể tham khảo những cái cách đó ở trong video của tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem thêm những cái bằng chứng thu nhập mà tôi đã kiếm được tiền thông qua những cái ứng dụng điện thoại như thế nào. Và từ đó thì các bạn cũng có một cái sự lựa chọn tốt nhất để xem mình nên tham gia vào cái nào để kiếm tiền. Thời gian của chúng ta thì cũng chỉ có giới hạn, nên là chúng ta hãy tập trung vào cái ứng dụng nào giúp chúng ta kiếm được tiền nhiều nhất. Đây, và cái ứng dụng đầu tiên tôi khuyên các bạn nên chơi đó là ứng dụng tên là Uyento. Thì hiện tại cái cấp độ của tôi đã là 100 rồi, và nó đã là cao nhất rồi, không có thể nào mà tăng hơn được nữa. Và có nhiều bạn vẫn thắc mắc về cái cách rút tiền làm sao, thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục Withdraw Reward ở đây nha các bạn. Thì trong cái mục này thì chúng ta có thể chọn thông qua nhiều hình thức, nhưng hai cái hình thức tiêu biểu nhất là đầu tiên là chúng ta có thể nạp cạc điện thoại, và cái cách thứ hai là chúng ta sẽ nạp thông qua cái tài khoản PayPal để chúng ta giao dịch quốc tế. Ok, thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy cái bằng chứng mà tôi đã rút được tiền về thành công như thế nào đây. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình mà các bạn đang theo dõi, và đây chính là cái bằng chứng mà tôi đã rút tiền được về thành công mỗi ngày đều đặn. Ví dụ như ngày 13, 14, 15, 16, 17 thì tôi đều rút tiền về rất là đều. Các bạn có thể nhìn thấy những cái thời gian mà tôi chơi Uyento rồi xong tôi đã rút tiền về thành công. Và khi chúng ta đã rút được tiền từ PayPal thì chúng ta cũng sẽ đồng thời nhận được cái email nó thông báo cho chúng ta đã nhận được tiền về thành công. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây này. Đó, thì tôi mỗi ngày rút khoảng 5 đô. Thì một ứng dụng mà kiếm được 5 đô mỗi ngày sẽ tương đương với khoảng 150 đô, là hơn 3 triệu đồng. Thì một ứng dụng là đem về 3 triệu đồng. Thì bây giờ các bạn có thể chơi được nhiều ứng dụng để các bạn có thể gia tăng cái thu nhập của mình thông qua cái hình thức kiếm tiền bằng điện thoại. Ứng dụng tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn nó tên là Vodi. Thì các bạn cũng có thể tìm nó trên kênh YouTube của tôi. Thì tôi sẽ bấm vào cái phần cuộc thi. Hiện tại là Vodi đang có một cái cuộc thi là chúng ta sẽ đua
đua giải. Ở trong đây nó sẽ có 3 giải, giải nhất, giải nhì và giải ba. Thì giải nhất và giải nhì nó sẽ khó đạt được, thì các bạn có thể hướng tới cái giải ba này nè. Thì cuối tháng sẽ chốt một lần, chúng ta sẽ được khoảng 10 đô, là tương đương với 200 ngàn tiền điện thoại. Và dường như là cái khả năng mà đạt được cái giải này khá là dễ. Các bạn chỉ cần giới thiệu khoảng 8 tới 10 người là các bạn có cơ hội rất là cao để nhận được 10 đô la rồi. Và các bạn cũng có thể thấy là trong cái tháng này mới chỉ khoảng nửa tháng thôi, tôi đã kiếm được khoảng 33.000 Bitcoin rồi, là tương đương với khoảng là 600.000 tiền điện thoại. Ngoài ra ví dụ như là tôi mà đạt được giải nhất và cuối tháng nó chốt danh sách á, thì tôi sẽ có thêm khoảng 100 đô nữa, tương đương với khoảng 2 triệu. Đó. Thì cộng lại á, là vô đi là cũng sẽ kiếm được khoảng hơn 3 triệu một tháng đi. Đó, các bạn có thể thấy nha. Này mới chỉ khoảng nửa tháng thôi mà tôi đã kiếm được 600 ngàn rồi. Thì đến cuối tháng thì có thể kiếm được gấp đôi hơn nữa. Là tổng là 1 triệu 2 cộng với 2 triệu là sẽ hơn 3 triệu. Thì hai ứng dụng là đã hơn 6 triệu rồi, các bạn có thể thấy nha. Đó, thì trong cái video này thì thời gian cũng có giới hạn nên tôi sẽ đề cử cho các bạn thấy được hai cái ứng dụng mà kiếm tiền khá là tốt. Thì ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm cái cách kiếm tiền từ Momo. Nó có chỉ trong cái tháng 8 này thôi, thì các bạn hãy nhanh chân đăng ký tài khoản ngân hàng. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm hình thức kiếm tiền bằng Casio hoặc là Cashfresh. Bởi vì hai ứng dụng này cũng khá là uy tín và tôi đã rút được tiền nó về thành công rồi. Và trước khi kết thúc cái video này thì tôi có một cái lời nhắn nhủ cho các bạn, là khi chúng ta tham gia kiếm tiền online thì mỗi chúng ta nên có một cái tài khoản ngân hàng, và tốt nhất cái tài khoản ngân hàng đó phải là thẻ Visa. Thì các bạn chỉ cần ra ngân hàng kích hoạt cái thẻ Visa thì chúng ta sẽ giao dịch được quốc tế. Thì cái mục đích á, chúng ta tham gia kiếm tiền từ nước ngoài á, tại vì cái đồng tiền từ nước ngoài nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều khi chúng ta kiếm tiền bằng những ứng dụng ở Việt Nam chúng ta. Bởi vậy thì các bạn nên phải có một cái tài khoản Visa. Thì trong những video tới, khi các bạn đã có tài khoản Visa rồi thì tôi sẽ còn hướng dẫn cho các bạn nhiều cách để kiếm được nhiều tiền hơn từ cái tài khoản Visa này. Thì mỗi ứng dụng các bạn chỉ cần giới thiệu được một người thôi là các bạn có thể kiếm được 20 đô tới 40 đô một người, thì là cái số tiền rất là cao. Thì các bạn nên đăng ký một cái tài khoản Visa ra ngân hàng thì kích hoạt là nó sẽ có rất là nhanh. Thì các bạn nên đăng ký tài khoản Visa nha. Giới thiệu thêm một chút đó, là nếu như các bạn muốn nhận được cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể bấm xuống cái phần mô tả xem thêm ở phía dưới video này, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường link mà tôi để lại để liên hệ với group hỗ trợ. Thì các bạn hãy tham gia, thì tôi sẽ chấp nhận cho các bạn tham gia vào nhóm đó. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã theo dõi video của tôi tới đây. Nếu như các bạn yêu mến tôi thì hãy like video này cũng như share nó cho người thân, bạn bè. Và đừng quên đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của tôi là Sơn PS, để tôi sẽ thông báo cho các bạn những video mới nhất trong thời gian tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.